của Đông Nam Á tại giải đấu năm nay. Hy vọng là như vậy, niềm vui rất lớn từ trên các khán đài. Coi anh là mặt trời,
khắp địa cầu bóng còn lăn mãi không thôi. Em hiểu sao thế nào là bóng đá, như buổi đầu gặp gỡ em và anh. Tuyệt vời thay náo động những con tim, hóp rụt lên